Chào các cụ nhá. Quay cho các cụ một em mới về này. Biển mới thay 63811. Máy thì 1.0 thôi, nhưng mà số tự động nhá. Đăng ký 2012, sản xuất 2011. Xe thì lành. Thơm lức nhá, bên trong còn thơm lức này. Chữ Hàn Quốc còn nguyên nhá. Bác nào giữ xe để xe thơm lức bên trong, mùi nước hoa thôi. Tính các thứ còn zin đẹp. Có thêm cả gối. Lắp hết gối. Ghế gung còn rất đẹp nhé. Da đẹp ấy. Lớp sơn màu bạc. Đăng ký lần đầu 2012. Giá rất là ok nhé. Tầm này bác nào đi mua xe thì giá rất hợp lý nhé. 255 triệu. Đăng kiểm đến tháng 10. 255 triệu là chào bán thôi. Cụ nào mua thì thấy cái mẫu này nó ok thì liên lạc cho em. Giá còn mặc cả nhé, còn thương lượng mạnh. Đây là cứ liên hệ trực tiếp. Trang bị thêm vè mưa, sau vẫn còn gạt mưa. Ô là cam lùi, ông là dán cả cái đầu lâu ở đây. Đang chụp ảnh hay quay đây. Quay phần gầm mọi người xem. Mọi người nhìn phần gầm nó có tốt không? Xe rất giữ gìn nhé. Bốn cảm biến đầy đủ cả. Đèn các thứ còn đẹp này. Lấy con này thì nó lúc nào bảo đẹp này. Phải lại mỹ sơn chỗ này thôi. Thế con nào bảo đẹp thì em sẽ là bảo là đẹp nhá. Keo chỉ. Chỗ này còn cái phần cánh cửa còn dán lên phần phản quang ấy. Mở ra buổi tối rất an toàn. Mở ra buổi tối rất an toàn nhá. Em lại cứ tưởng túi khí ở đây rồi. Không phải. Trần nỉ theo xe. Bác chủ xe giữ xe thơm thế. Số tự động rích rắc. Vô lăng còn rất đẹp nhá. Vô lăng bọc mới từ đầu giờ tháo ra rất đẹp nhá. Nhìn con này màu nó nhã nhặn mà thấy. Bệ tỉ tay riêng theo các bệ tỉ tay cá nhân này. Số tự động rích rắc. Đầu đài vẫn còn bé bé xinh xinh. Xem cái cam lùi. Cái phần này chưa có tháo mở gì cả. Chiếc xe khá giữ gìn nhá. Hầm lốp còn đẹp. Hầm lốp còn đẹp. Đèn đun các thứ rất mới nhá. 255 triệu thôi. Đăng kiểm của tận đến tháng 10 cơ. Số tự động. Máy 1.0. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Em bán 255 triệu nhá. Xi nhan bên hông này. Lốp gần như là mới thay thôi. Lông lá vẫn còn rất nhiều. Nó hơi bụi một xíu. Xe ra cho khách lúc nào cũng dọn rửa sạch sẽ rồi chúng ta đi. Mời các cụ đến Hải Phòng xem xe nhé. Ở xa thì bên em vẫn ship đến tận nhà. Thời điểm dịch dã này các cụ cứ ở nhà nhận xe cho an toàn. Nhà em thì ở Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Các cụ nào có thời gian thì đến tận cửa hàng xem xe đi. Tháng này là các cụ mua xe là rất là rẻ này. Chào bán là một chuyện thôi, còn bán lại là chuyện khác nhá. Bán lại là giá khác, nên là mọi người cứ nhiệt tình mà mua xe vào cái tháng này đi. Nhiều người cứ sợ bảo là vào tháng 7 thì ngại đi mua xong. Nhưng mà những cụ nào mà biết thì đi mua xe vào tầm tháng này nó rất rẻ, nó lợi thế hơn rất nhiều. Mà dễ mua dễ bán lắm, xe tầm này nó nhiều mà giá lại rẻ. Rồi em có con Morning 1.0 số tự động. Đăng ký lần đầu 2012, sản xuất 2011 nhé. 255 triệu. Các cụ liên hệ cho em vào số điện thoại 0907719111. Em tại Hải Phòng, xem giao toàn quốc. Cảm ơn anh em.